Sau đây là kết quả xổ số Bình Dương thứ 6, ngày 2 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 4. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5175, 8280, 8849. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2688. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90595, 65452, 59333, 28291, 24117, 42108, 91342. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 77739, 10692. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91943. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 21794. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 101095. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 101095.